Thưa quý vị và các bạn, hôm nay kỷ niệm tròn 110 năm ngày sinh nhà cách mạng tiền bối Lê Văn Lương 28 tháng 3 năm 1912, 28 tháng 3 năm 2022. Chúng ta cùng nhìn lại cuộc đời và sự nghiệp của người Cộng sản kiên trung thuộc thế hệ đảng viên đầu tiên của Đảng, nhà lãnh đạo tài năng của Đảng và cách mạng Việt Nam, người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, người con ưu tú của quê hương Hương Yên. Đồng chí Lê Văn Lương, tên thật là Nguyễn Công Miều, sinh ngày 28 tháng 3 năm 1912 trong một gia đình nhà nho có truyền thống yêu nước hiếu học tại thôn Xuân Cầu, xã Nghĩa Trụ, huyện Văn Giang. 15 tuổi tham gia hoạt động cách mạng, 17 tuổi được kết nạp vào Đông Dương Cộng sản Đảng. Đồng chí là đảng viên thuộc thế hệ đầu tiên của Đảng, thực hiện chủ trương vô sản hóa, đồng chí vào Nam hoạt động tích cực trong phong trào công nhân. 19 tuổi bị thực dân Pháp bắt, 21 tuổi bị kết án tử hình, sau đó giảm xuống án chung thân và bị đầy ra Côn Đảo. 11 năm tại địa ngục Trần Gian Côn Đảo, đồng chí đã biến nhà tù thực dân thành trường học cách mạng. Cách mạng tháng 8 năm 1945 thành công, trở về đất liền, đồng chí được tin tưởng giao nhiều trọng trách, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương, Chánh văn phòng Trung ương Đảng, Giám đốc Trường Đảng Nguyễn Ái Quốc, Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Bí thư Thành ủy Hà Nội. Trên cương vị hai lần làm Chánh văn phòng Trung ương Đảng, đồng chí trực tiếp làm việc bên cạnh Bác Hồ và các đồng chí Thường vụ Trung ương Đảng, góp phần xây dựng văn phòng Trung ương trở thành cơ quan tham mưu đắc lực của Đảng, tích cực tham gia công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội Đảng lần thứ hai. Trên cương vị hai lần là Trưởng ban Tổ chức Trung ương, đồng chí có nhiều đóng góp về công tác tổ chức xây dựng Đảng, công tác cán bộ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ cách mạng trong hai cuộc kháng chiến vĩ đại của dân tộc. Trong 10 năm làm Bí thư Thành ủy Hà Nội, giai đoạn 1976-1986, đồng chí góp phần quan trọng đưa thủ đô vượt qua nhiều khó khăn phức tạp của thời kỳ bao cấp, sẵn sàng bước vào thực hiện công cuộc đổi mới. Đồng chí còn là đại biểu Quốc hội khóa 6 và khóa 7. Cuối năm 1986, đồng chí nghỉ công tác nhưng vẫn tham gia tổng kết công tác xây dựng Đảng và công tác cán bộ. Đồng chí Lê Văn Lương từ trần ngày 25 tháng 4 năm 1995 tại Bệnh viện Quân y 108, thọ 83 tuổi. Với gần 70 năm hoạt động cách mạng liên tục, đồng chí vinh dự được tặng huân chương Sao Vàng, huy hiệu 50 năm tuổi Đảng và nhiều huân huy chương cao quý khác. Tên của đồng chí được đặt cho nhiều tuyến đường lớn ở thủ đô Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, tỉnh Hưng Yên và nhiều tỉnh thành khác trong cả nước.